Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy Phật Pháp á. Thì mỗi khi mà những cái ngày lễ chúng ta thường gọi là ngày vía. Ngày vía là một cái ngày mà chúng ta gọi tạm để biết rằng đó là một ngày kỷ niệm của Phật và Bồ Tát. Chứ đúng ra thì chúng ta gọi là ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm nó sẽ nghe nó hay hơn là cái chữ vía. Nhưng mà tại cái chữ đó nó thường dùng xưa giờ rồi thì mình gọi là ngày vía, chứ còn Phật Bồ Tát thì chúng ta gọi là ngày kỷ niệm. Thì ở trong Phật Pháp á, mỗi khi mà đến những ngày kỷ niệm á, thì chúng ta vẫn ăn mừng, vẫn làm lễ, nhưng mà cái ăn mừng của chúng ta rất là thanh tịnh. Dù có ăn mừng đi nữa thì những món ăn đó cũng thuần là chay lạc, chứ không có những cái món ăn thịt cá mang cái tính chất là mình hễ đến ngày lễ của các vị thánh hiền thì những ngày đó phải là những ngày chúng sanh được sự cứu giúp, cho nên mình không lấy sinh mạng của các loài vật khác để gọi là tán thán cái ngày lễ của một bậc thánh mà chúng ta kính ngưỡng. Cho nên đặc biệt là hễ đến ngày lễ của các vị Phật Bồ Tát thì người Phật tử chúng ta phải ăn chay, thể hiện cái tấm lòng của mình kỷ niệm ngày đó là mình ăn chay, ngày đó là mình tụng kinh, ngày đó là mình tu tập. Đó là cái đặc biệt ở trong Phật Pháp. Mà nếu mà chúng ta có một tháng chừng 5 ngày vía, 5 ngày lễ, thì ngoài những ngày chay của mình thì mình lại được thêm những ngày đó nữa. Cho nên đó là cái đặc biệt. Và mỗi lần lễ như vậy thì chúng ta tổ chức những ngày tu học. Dù cái không gian hay là cái thời khóa mình có như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn ở trong cái phạm vi của sự tu học, chứ không có theo thế gian là chúng ta hãy tiệc tùng của ai thì chúng ta làm cổ là mặn, rồi chúng ta có những cái buổi nhậu chơi. Nhưng mà ở trong Phật Pháp thì chúng ta làm việc đó, ăn chay, tụng kinh, kỷ niệm ngày vía một cách rất là thanh tịnh, tinh khiết. Đà mình là Phật tử á, thì mình phải nhớ là cái năm sinh của Đức Phật. Đức Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch. Nhớ không? 624. Rồi mình lấy 624 đó, mình cộng với cái năm mà chúng ta đang sống đây là 2022. Thì chúng ta sẽ ra con số của Phật Đản, tức là 2646. Nghĩa là Đức Phật đã có mặt ở thế gian này 2600 mấy năm. Lấy 2022 là năm mình đang sống, cộng với cái năm sinh của Đức Phật là 624, thì chúng ta sẽ ra năm Phật Đản. Rồi, bây giờ mình lấy 624, mình trừ cho Đức Phật thọ được bao nhiêu tuổi? 80, thì lấy 624 trừ 80 năm, còn lại nhiêu? Còn là 544. Thì đó là năm mà Đức Phật Niết Bàn. Đó là cái năm mà Đức Phật mất. Thì Phật tử thì phải nhớ hai cái năm đó. Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch, mất năm 544 trước Tây Lịch. Rồi kể từ khi Đức Phật mất, chúng ta bắt đầu làm lễ Phật Đản năm thứ nhất. Khi Đức Phật còn, chúng ta không có tổ chức sinh nhật cho Phật. Nhưng mà bởi vì khi Đức Phật mất rồi thì người đệ tử mới nhớ đến cái người thầy của mình, cho nên chúng ta mới làm cái tổ chức một cái lễ kỷ niệm đó. Chúng ta gọi là lễ Phật Đản đó. Năm thứ nhất, năm thứ nhì, kể từ năm đó chúng ta mới có Phật lịch. Thì lấy 544 đó, cái năm Phật mất đó, cộng với cái năm mà chúng ta đang sống đây là 2022, sẽ ra năm ấy, 2566. Đó là năm Phật lịch. Đó là Phật lịch. Phật lịch là gì? Là cái lịch của nhà Phật, tính kể từ khi Đức Phật mất, cho nên gọi là Phật lịch. Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, cho đến bây giờ là Phật lịch năm thứ 2566. Từ đâu mà ra cái Phật lịch đó?
từ khi Đức Phật mất năm 544 thấu cho đến bây giờ là 2566 năm. Còn lấy cái năm Phật sinh cộng với năm mình đang sống đây là 2646, đó là tuổi của Đức Phật. Nếu mà Đức Phật còn sống bây giờ là ngày 2646 tuổi. Nhớ không? Cho Phật tử mà người ta hỏi tới thì mấy cái ngày Đức Phật sinh ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch là vì mình lấy cái tháng Visakha ở bên Ấn Độ quy ra cái khoảng thời gian đó, là nếu tính theo lịch của phương Á Đông mình á, lịch của người Việt, người Hoa sử dụng đó, thì khoảng tháng 4 âm lịch. Cho nên mình mới lấy cái, bởi vì mình là người Việt Nam, người Hoa, mình dùng cái sử dụng lịch đó, thì mình tra ra thì mình biết rằng cái khoảng thời gian này là Đức Phật đản sinh cách đây hơn 2600 năm tại miền Bắc Ấn Độ. Và sau này á, khi mà Phật giáo có những cái buổi hội thảo chung á, thì tất cả chư tăng thế giới đã đồng ý với nhau rằng chúng ta đều lấy ngày trăng tròn cho tất cả các ngày lễ của Phật. Cho nên bắt đầu từ đó mình mới có lễ Phật đản rằm tháng 4. Chứ ngày xưa là tổ chức mùng 8 tháng 4. Hồi xưa cái bài hát á, ngày mùng 8 tháng 4 về đây, bây giờ sửa lại ngày rằm tháng 4 chúng ta về đây. Tức là mình sửa lại cho cái ngày rằm, ngày trăng tròn, chứ ngày xưa là mùng 8. Và bây giờ chúng ta có một tuần lễ Phật đản, chứ không phải một ngày nữa, hay là một mùa Phật đản luôn, tức là nguyên cả tháng. Năm nào Pháp Hòa cũng đi làm lễ Phật đản cho khắp nơi, các chùa, là ít nhất Pháp Hòa phải đi một tháng, ít nhất là 4-5 cái weekend cuối tuần. Giống như bây giờ vậy đó, là còn 2 cái weekend để đi Phật đản nữa. Trước khi qua về đây làm lễ là mình đã đi Phật đản của mấy chỗ khác trước rồi. Rồi về đây là Phật đản ở đây, rồi sau đây 2 tuần tới là Phật đản 2 nơi nữa, rồi mới xong cái mùa Phật đản. Thường là phải hết tháng 5, đầu tháng 6 mới xong. Có thỉnh thoảng phải nhảy qua tới tháng 6 nữa. Tại vì cái mùa lễ các nơi chỉ sử dụng được cái cuối tuần, ngày thường mình làm không được, cho nên phải đợi tới cuối tuần làm. Thì khi nói đến Đức Phật á, hay là tất cả chư Phật á, vị nào cũng có 8 cái tướng, 8 cái hiện tướng ở trong cuộc đời của quý ngài. Chúng ta thường gọi là bát tướng thành đạo, tức là một thành tựu một đời người, sự thành tựu của muôn Đức Phật không phải chỉ có ngày đản sinh, mà sự thành tựu của muôn Đức Phật trải qua 8 giai đoạn, có thể nói là 8 giai đoạn của một đời người. Thứ nhất là giáng sinh, tức là đản sinh, hay nói theo thế gian mình là sinh. Thứ hai là thọ thai. Mình cũng vậy đúng không? Con người mình cũng có cái khoảng thời gian mình thọ thai. Rồi thứ ba là gì? Sinh ra, gọi là đản sinh. Thứ tư là gì? Xuất gia, cũng giống như mình vậy đó. Mình không xuất gia nhưng mình xuất giá. Người nào cũng phải xuất giá hết trơn á. Mà nếu mà người nào mà không xuất gia thì người ta cho là không bình thường. Nhưng mà người nào mà xuất gia thì họ cho cái đó là tội nghiệp. Nhưng mà thật sự ra là đó là một cái ngày ghi dấu mà đời người ai cũng bắt đầu cho cuộc đời của mình, cho xuất gia. Và thứ năm là gì? Thì trong khi mà xuất gia tu hành thì phải có những cái hiện trạng là chúng ta phải hàng phục mọi khó khăn, gọi là hàng ma. Rồi thứ năm phải không? Thứ sáu là khi mình hàng ma được rồi thì mình sẽ làm sao? Thành tựu. Cho nên Đức Phật có cái tướng thành đạo. Rồi thứ bảy là gì? Thành đạo rồi hay là thành tựu một sự nghiệp thì chúng ta phải làm gì nữa? Bắt đầu đi làm. Thì giống như Đức Phật thành đạo thì Đức Phật chuyển pháp. Chuyển pháp xong rồi thì đến cuối đời là gì? Niết bàn. Đó là cuộc đời của mỗi Đức Phật có mặt ở trên thế gian này sẽ đi qua 8 cái giai đoạn như vậy. Chúng ta thường gọi trong kinh là bát tướng thành đạo.
tám cái tướng trạng. Chữ tướng này là tướng trạng, hay là mình nói thôi bây giờ là gì, những cái giai đoạn mà ai trong chúng ta có mặt ở đời này cũng đi qua tám cái giai đoạn đó. Mình có Giáng sinh, Đức Phật á, thì Ngài do cái nguyện, chư Phật là do cái nguyện mà có mặt. Còn mình do cái gì mà có mặt? Do cái nghiệp. Mình là no choice. Nghiệp nó đẩy mình đi đâu thì mình phải theo cái nghiệp đó. Cho nên mình là do nghiệp mà thọ sinh. Còn chư Phật, chư Bồ Tát là do nguyện mà tái sinh. Mình á, do cái nghiệp mà nó đẩy mình đi tới cái chỗ thọ sinh. Còn các ngài là tái sinh. Tái sinh là gì? Tái lai trở lại. Thật ra các ngài có thể không cần thiết, nhưng mà vì thương cái cõi đó cho nên trở lại thì gọi là tái. Tái lai trở lại, nhưng mà trở lại do cái nguyện. Tôi thấy chỗ đó khổ quá, thôi tôi tình nguyện tôi ở lại. Cũng giống như thầy viện chủ mình, thầy kể là ngày xưa thầy qua trại tị nạn á. Đáng lý là thầy được đi sớm đó chứ, nhưng mà thầy thấy người Việt tị nạn mới đến đó, mà thầy có mặt ở đó là thầy giúp được rất nhiều người. Tại thầy ở trại đường bộ, mà những người lính Thái đó là họ hay dòm ngó mấy cô Việt Nam lắm. Mà mỗi lần mà họ bắt một cô nào mà họ có cái ý gọi là làm ô nhục cái vị đó, thì các vị chạy tới vô thầy cầu cứu thầy. Thì thầy mặc cái áo vàng vô. Tại người Thái họ chỉ biết, họ chỉ nhận diện một vị sư qua chiếc áo vàng, chứ họ không biết chiếc áo nâu. Tại vì áo nâu này là của người Việt. Người Thái là chỉ biết cái áo vàng thôi. Cho mình mặc áo nâu ra mình nói chuyện họ, họ không phục, họ không kính. Thầy ơi có một cô mới bị bắt. Thầy chạy vô, thầy mặc cái áo vàng vô, thầy ra thầy đứng thầy xá họ. Đứng xá họ, cái họ nể cái hình tướng người tu, họ nể cái chiếc áo vàng đó, họ tha cho cô đó. Vậy thì cái nguyện đó đó, thấy cái cõi đó khổ quá, xin trở lại chỗ đó, gọi là tái lại. Cho nên đối với các quý hòa thượng tôn đức mà khi viên tịch đó, thì Pháp Hòa hay nguyện quý ngài, xin hòa thượng thương chúng sanh mà tái lai phổ độ. Dù mình không biết vị đó là ai, thí dụ như hòa những vị đó nhưng mình chưa bao giờ được gặp, chứ mình biết hạnh đức của quý ngài. Thí dụ như quý vị đảnh lễ hòa thượng Trí Tịnh hay là những hòa thượng viên tịch rồi, quý vị có thể nguyện như vậy: xin hòa thượng vẫn thương của đời này chúng sanh còn đau khổ, xin quý ngài tái lai phổ độ. Thì chư Phật chư Bồ Tát là vì thương cái khổ của chúng sanh mà trở lại. Cho nên Đức Phật cũng thế. Cho nên chữ Giáng sinh là ngài quyết định chọn cái cõi giới này. Tại vì trước khi đó là ngài quán sát. Ngài quán sát là ngài thấy coi giờ cõi nào mà cần phải đổ nhất, rồi quyết định trở lại cõi người. Tại sao biết không? Con người rắc rối nhất, phiền hà nhất, rắc rối nhất. Có cái tóc nó rắc rối theo tóc, cắt ngắn, cắt dài, uống, cắt gọn, cắt đinh cua, rồi chưa nói là nhuộm đen, nhuộm đỏ, nhuộm vàng mới có cái tóc thôi nha, chưa nói lông nheo, tôi nói chân mài, chưa nói cái môi, tôi nói từ trên tóc xuống ở dưới chỗ nào có nó cũng điểm vô làm rối lên hết. Đó là chưa nói, mới nói cái thân thôi, chưa nói tâm lý, chưa nói tâm lý. Mà chưa nói cái ăn, chưa nói cái mặc, chưa nói cái ở, chưa nói cái quyền, cái chức, cái danh. Chúng sanh con người mình đụng vô cái gì là rắc rối cái đó. Quý vị kiểm có phải không? Ta nói tính khi mà đến đơn giản nhất đi chùa là để cho bình đẳng, mặc cái áo tràng thôi. Giờ áo tràng nó cũng rối theo áo tràng. Phải vải gì mặc cho nó đựng nhăn, vải gì mặc cho nó nhẹ nó mát, vải gì mặc cho nó mót. Đó. Nói cái áo tràng thôi đó. Bây giờ quý vị nhìn vô những cái chiếc y coi. Đủ kiểu hết không? Vậy thì mình đồng ý là chúng sanh mình rắc rối không? Đó, mình nói nổi cái chuyện sử dụng vật chất, quần áo, ăn uống của mình thôi, chứ chưa nói những cái chuyện gọi là đụng chạm tình cảm nữa đó.
thương ghét đủ kiểu hết. Mặc dù miệng vẫn nói bình đẳng, nhưng mà trong cái tình thương đó không có cái gì đó nó chưa bình, chưa đẳng. Cho nên các ngài Đức Phật của mình đó là quán, trước khi ngài xuống đây, theo kinh nói là quyến chư Phật đó, trước khi mà hạ phàm đó, là phải quán, có năm điều phải quyết định. Quốc độ nào, cha mẹ nào, thời điểm nào, phải làm gì và mất lúc nào. Năm điều mà các ngài phải suy nghĩ cho kỹ trước khi đi. Chứ đâu phải như mình, tầm phù nhào vô đó. Mình là nhào vô, tới hồi xong mới tá quả tâm tinh. Còn các ngài là phải quán trước, cho nên giáng sinh. Và Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát là trước khi trở lại đời này là quán soi. Mà các ngài là thấy cái cõi nào mà rắc rối khổ đau nhất thì các ngài trở lại cõi đó. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần nha, khi đi vào này rồi á là phải sống chung với họ. Họ sanh sao mình phải sanh giống vậy. Họ ăn sao mình phải ăn giống vậy. Họ nói sao mình phải nói giống vậy. Trên mình có cái câu không? Ngài về đây học tiếng nói của con người. Vậy con người nói trâu, Phật phải nói trâu, chứ không Phật nói khác được. Nói khác sao họ hiểu. Ví dụ như bây giờ người Việt Nam mà trong chùa mình kêu cái đó là cái áo, thì tự mình phải gọi cái áo, chứ mình kêu cái khác làm sao ta hiểu. Cho nên chúng sanh ta gọi cái tiếng đó tiếng gì, mình phải nói y chang. Có hai anh nhỏ, ảnh ở bên vùng nói tiếng Pháp, anh qua đây chùa ngơ ngác với tiếng Pháp. Nhiều khi mình muốn cho anh ăn gì, anh hỏi nãy gì đâu biết nói tiếng Pháp làm sao. Phải đi dở cái bánh đó ra coi có chữ Pháp không, kiếm chữ đó chỉ cho anh. Anh đọc cái chữ đó anh mới biết chữ đó là nghĩa là cái bánh gì đó. Mình muốn độ một người nào phải biết ngôn ngữ của họ. Cho nên mình ở nước Mỹ mình phải biết tiếng Anh đó. Bây giờ một số cha mẹ muốn giải thích cho con nó hiểu cái gì, tiếng Anh mình hạn chế quá, nói không hết đó. Phải không? Cho nên các ngài Giáng sinh rồi, thứ hai là thọ thai. Cho nên nó tại sao mà thật ra thì các ngài có thọ thai thì cũng bình thường thôi, nhưng mà tại sao lại nói những cái hình ảnh nó đặc biệt vậy? Thí dụ như đối với Đức Phật thì ngài thọ thai làm sao? Một con hoàng hậu ma gia chim bao thấy con voi màu trắng có sáu cái gà. Ở trên cái vòi của con voi nó có quấn một cái cành hoa sen màu trắng, đi thẳng vào trong bụng của người mẹ, tức là hoàng hậu ma gia. Thì hoàng hậu ma gia có thai. Thật ra hoàng hậu ma gia có thai, nhưng mà cái hình ảnh nó để tượng trưng cho gì? Sự không ô nhiễm. Xin lỗi, cũng giống như nói Đức Chúa Giêsu, ngài cũng có thai như vậy. Để nói lên cái gì? Cái sự không có nhiễm ô của các bậc siêu phàm, các bậc thánh. Con voi đó là tượng trưng cho một sức mạnh. Voi không có hai ngà mà sáu ngà, là tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Muốn đi vào đời độ sanh phải có đủ sáu phương tiện, phải thực hiện độ đời bằng sáu cách, là phải bố thí, phải trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí tuệ. Rồi quấn ở trên cái vòi đó bằng một hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa ở trong trần, ở trong bùn mà không nhiễm. Các ngài ở trong cõi trần mà không có nhiễm trần. Đi vào trong bụng là tượng trưng cho gì? Các ngài bắt đầu đi vào trong cuộc đời này. Đó là ý nghĩa. Giáng sinh, thọ thai. Rồi thọ thai xong rồi đản sinh. Đản sinh là sanh ra. Giống như mình là sanh là phải đi vào trong bệnh viện. Mà người nào mà khó sinh là phải có biện pháp. Hồi xưa phải uống thuốc dục. Bây giờ thì khỏi, người ta có thể mổ. Thí dụ vậy. Người ta có thể làm một cái biện pháp nào đó để cho mình sinh dễ hơn. Thì các ngài á là đản sinh, tức là khi có ngài có mặt. Chúng sanh mình sanh ra mình làm gì? Thường thường nít sanh ra làm gì? Khóc. Mà nếu mà nó không khóc là mình rầu rồi đó. Nếu một đứa con nít sanh ra mà nó không khóc là bắt đầu lo rồi. Ủa,
đứa nhỏ này nó không bình thường. Nghĩa là có thể nó có tật nguyền gì đây mà nó không khóc. Có nhiều khi nó không khóc phải dỗ mông, dỗ cho nó khóc. Mà nghe tiếng nó khóc mình mới nhẹ lòng, vì biết nó sanh ra an toàn và khỏe mạnh. Đó là cái tướng sanh của chúng sanh mình đó, phải khóc. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ lo, vì khi mới sanh ra đà khóc ré, đời có vui sao chẳng cười khì. Đời vui quá mà sao không cười. Đứa nhỏ nào sanh ra cũng khóc hết trơn vậy. Thì các ngài thánh, các bậc người xưa người ta xác định đời là khổ, cho nên đứa nhỏ, người, một chúng sanh nào có mặt cõi đời này cũng khóc. Mỗi chúng sanh, không có đứa con đít nào sanh mà nó cười hết trơn. Xác định có mặt ở cõi đời này, chuẩn bị bước vào một cuộc đời đầy gian truân và khổ luyện. Giờ ngồi đây sống tới tuổi này, có ai mà chưa bao giờ tôi biết khổ không? Không dám đâu. Không dám đâu. Mà có thể nói là sao? Một cười mà 10 khóc. Cười thì một thôi, khóc tới 10 lần. Phải không? Là cái tướng của chúng sanh mình sanh ra là khổ vậy. Còn các bậc thánh thì sanh ra ta làm gì? Ta có những cái điềm lành. Thật ra những điềm lành đó chỉ nói lên cái ý nghĩa gì? Sự có mặt của các ngài, nó thù thắng, nó đặc biệt. Và sự có mặt của các ngài nó làm hạnh phúc cho muôn người. Cho nên chúng ta mới dùng cái từ là đản sinh, hay là giáng sinh, hay là khánh đản, chứ đâu nói bình thường như mình đâu. Mình nói bình thường là sanh rồi, lâm bồn rồi, hạ sanh rồi. Nếu mà nói theo xuất phàm chút nữa là hạ phàm. Mà nếu mà mình khi mà sanh là phải kiếm người phụ. Còn sự có mặt của quý ngài, Đức Phật, cái tướng đản sanh của ngài là gì? Sinh ra đi 7 bước. Nhưng mà ngài đâu phải đi một hướng đâu, đi 4 hướng nha. Quý vị nhớ Đức Phật đi 4 hướng. Đi 4 hướng rồi đến cái hướng cuối cùng ngài dừng lại. Chừng đó mới đưa một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Hôm bữa lên xe đi lên Tây Thiên, có một vị Phật tử mà chưa bao giờ biết. Cô mới hỏi thầy, thầy nãy tôi đi trong chùa tôi thấy có cái tượng Phật đó, mà lạ lắm, tôi chưa bao giờ thấy. Cái tượng gì mà cái ông đó là ai mà ông đứng chỉ trời chỉ dưới đất nha. Pháp Hòa mới nói thật ra thì các Đức Phật cũng sanh bình thường thôi. Nhưng mà người ta làm những cái hình tượng như vậy, nếu không có hình đó cô đâu có thắc mắc, phải không? Như vậy thì mỗi cái hình tượng á, nó đập vô trong cái mắt mình, thì cái đầu mình nó khởi cái này là cái gì. Và khi mà chúng ta có cái hình ảnh thì chúng ta sẽ thắc mắc. Mà khi chúng ta thắc mắc thì chúng ta làm gì? Đi tìm hiểu. Việc thì tìm hiểu của chúng ta là tại sao Phật chỉ lên trời chỉ xuống đất. Và cái câu Phật nói là gì? Trên trời dưới trời chỉ có mình ta là tối tôn, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì Pháp Hòa mới nói thật ra cái chuyện này thôi là nói hoài nói không hết chuyện. Trên trời dưới đất này á, con người mà sống khổ đau nhất là khi con người còn sống với cái bản ngã tôi. Mà quý vị nghĩ coi có phải không? Cái gì mà làm trật ý mình là mình mới giận, đúng ý mình mới vui. Như vậy rõ ràng sự việc nó đâu có gì mà trật hay sai đâu. Trật với ai? Trật với mình. Đúng với mình thì mình vui, mà trật ý mình rốt cuộc là mình sống vì cái gì? Vì mình. Vui buồn là vì mình thôi, chứ đâu có gì với đâu. Cái gì mà mình, người ta làm đúng cái mình thích, mà dù người ta làm sai, mặc dù có thể chuyện đó sai đó, nhưng mà tại đúng ý mình. Ví dụ như giờ cái người đó họ chửi cái người kia, trên nguyên tắc là cuộc đời này chửi người ta là trật rồi đó. Nhưng nói đúng rồi, chửi đi, nhỏ nó đáng chửi. Tại vì mình không ưa nó luôn, cái người kia luôn. Cho nên nghe người kia chửi người nọ là mình khoái lắm. Tại vì nó đúng với cái mà mình muốn, mặc dù có thể việc đó nó là sai. Cho nên Đức Phật nói cái chữ ngã đây nè. Chữ ngã này mình có thể hiểu là cái bản ngã. Mà Đức Phật nói chữ tôi đó, hay là ta đó, không phải Ngài nói Ngài. Không,
mà include, dính mình trong đó, đó. Nói cách khác là trên trời dưới đất này, ai mà sống với cái tôi là người đó khổ. Rồi cái chữ ngã này mình có thể hiểu theo cái nghĩa thứ hai là gì? Không có một cái gì mà một mình nó có mặt được hết. Hay nói cách khác là sự tự tại của mỗi người, không có ràng buộc, không dính mắc. Pháp Hòa mới giải thích thêm đó. Nếu mình muốn giải thích nữa đó, Đức Phật đưa trên trời dưới đất nè, ở khoảng giữa này là loài người, phải không? Trời thì không trời mà đất, đất ở giữa trời và đất, ở khoảng giữa trời đất này là ai? Là con người. Mà con người là rắc rối nhất, phiền lụy nhất. Vậy mình giải thích sao cũng được. Vì sao? Vì mỗi một cái hình ảnh đó nó chuyên chở một cái thông điệp, nó chuyên chở một cái ý nghĩa, tùy theo cái cách nhìn, tùy theo cái quán chiếu của chúng, cái tư duy của mình, cái nào nó cũng mang cái đạo lý hết. Còn mình là sanh ra có một tướng thôi. Tướng của mình là khóc cho dữ lên, khóc cho ré lên mà không, rồi không có, không khóc thì người ta phải làm cho mình khóc. Vì vậy cho nên khi lấy người xưa ông bà mình mới lấy cái tướng khóc của một đứa con nít đó để làm cái bài học cho mình. Học bằng cách nào các ngài dạy? Con ơi, khi mà con sanh ra đời á, con khóc người xung quanh cười. Người xung quanh cười là tại vì con sanh ra con khỏe mạnh, con khóc đúng tiêu chuẩn bình thường của một đứa con nít. Rồi, vậy thì con phải sống như thế nào để khi con chết đi con cười mà người khác khóc? Lấy cái chuyện mà con nít khóc á làm cái bài học cho mình. Khi con sanh ra con khóc người xung quanh cười, thì con ráng sống làm sao, ăn ở làm sao để khi mình chết đi á, không có gì hối tiếc, cười mà chết. Còn người xung quanh khóc, tại sao khóc? Nuối tiếc mình, tiễn đưa mình. Lấy cái chuyện con nít khóc làm bài học. Giáng sinh, thọ thai, đản sinh, đó là ba hiện tượng của một con người, phải không? Mình là do nghiệp nè. Có nhiều khi á, mình có mặt ở đời này không phải là do cha mẹ muốn đó nha. Accident cũng có à. Cho nên cái tướng thọ sanh của mình á, giáng sinh và thọ sinh của mình á, nhiều khi mình cha mẹ đâu có muốn. Pháp Hòa có một gia đình đệ tử Úc, sao cái tự nhiên có một đứa kế nữa kêu mót rồi cái có đứa kế nữa ví dụ thừa dư, rốt cuộc là 4-5 đứa sau toàn là không muốn, nhưng mà tại vì nó sót, nó mót, nó thừa, nó dư. Vậy thì cái tướng này là tướng thọ sinh của nó đó, tướng thọ sinh của nó đó. Rồi cuối cùng á, thứ ba, thứ tư là gì? Thứ tư là xuất gia. Đó, giống như mình vậy đó, sanh ra rồi lớn lên bắt đầu mình sẽ có một cái bước thứ hai quan trọng của đời người là phải tìm chỗ gửi thân, tìm người bạn đời, gọi là xuất gia. Đối với một người mà đặc biệt hơn nữa thì làm gì? Xuất gia. Ai cũng có một sự nghiệp hết, bắt đầu một sự nghiệp bằng cách là lập một mấy gia đình. Thì nếu mà mình có gia đình á, thì mình sẽ có những cái khó khăn, những cái thành công, những vui và những buồn của một cái gia đình. Còn mình quyết định mình đi xuất gia thì mình cũng sẽ có những khó khăn, những buồn vui của một người xuất gia. Không có cái nào dễ ăn hết đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái quả của nó thôi. Người xuất gia mặc dù á, có khó khăn, có như thế nào đi nữa thì cuối cùng là trước khổ sau vui. Còn mình á, thì trước vui sau khổ. Và không chừng á, trước khổ sau cũng khổ. Chứ cũng chưa chắc là mình được trước vui sau khổ đâu ạ. Ít nếu mà trước vui sau khổ cũng còn dứt giác, vui được khúc đầu. Có nhiều người ngay từ đầu là trước khổ sau khổ. Tại vì có những cuộc hôn nhân đâu phải mình chọn, mà do một cái lý do nào đó, ví dụ gia đình nghèo túng quá, mình phải chấp nhận người đó để được sự giúp đỡ, cứu rỗi gia đình mình.
hay vì một lý do nào đó bất cứ, cho nên cũng chưa chắc sự xuất giá của mình là được hạnh phúc. Và dù xuất gia hay xuất giá đều phải có một cái giá phải trả cả. Rồi trong khi mình xuất gia như vậy á, sẽ có khó khăn không? Có, mình phải hàng phục được những khó khăn đó, gọi là hàng ma. Như Đức Phật khi Ngài xuất gia, Ngài cũng phải trải qua những cái giai đoạn. Ma này là gì? Nó có hai, nếu mà nói ma thì nó có 10 loại. Nhưng bây giờ ở đây trong cái phạm vi này Pháp Hòa nói 2 loại thôi. Ngoại ma và nội ma. Ngoại ma là gì? Người ta đi ngang, người ta khều, người ta quẹt, người ta hấy, người ta nguýt, người ta nhúng, người ta trề, người ta làm đủ kiểu đó. Mình tu mà người ta cũng đâu để mình yên. Mình làm Phật sự mà chưa chắc người ta để mình yên, người ta nói này nói kia, ngoại ma thôi. Còn cái nội ma là ở trong lòng mình. Nội ma là trong lòng mình. Mình có những cái vướng mắc, mình có những cái đam mê, mình có những cái hệ lụy ở trong lòng mình. Đó là nội ma. Có nhiều khi mình cười cười ở bên ngoài vậy thôi, đâu ai biết mình đang buồn, đâu ai biết mình đang giận, đâu ai biết mình đang tức, mà người mình đang tranh đấu. Có nhiều khi mình lỡ đăng ký khóa tu 10 ngày rồi mà vô đây gặp ma nhiều quá, giờ không lẽ đổi vé ta. Đổi vé đi về rồi cũng lên mạng rồi tìm kiếm, rồi vé mắc quá rồi bấm bụng ở lại tiếp. 10 ngày đó ở rất khổ đau. Đó là ma trong lòng. Vậy thì trong cái quá trình mình tu có 10 ngày thôi, chưa chắc 10 ngày đó mình tu yên. Tại vì ngoại ma và nội ma, nói cách khác là nội ma và ngoại chướng. Cho nên trong cái lời phục nguyện á, nguyện cho con ngoại ma bất nhiễu, nội chướng tìm tiêu. Bên ngoài ma đừng có nhiễu loạn con, còn bên trong những cái chướng ngại nó ẩn tàng, nó từ từ nó tìm tiêu, tức là nó chìm, nó nhẹ nhẹ nó đi, nó đừng có làm khổ con. Cho nên không có, bây giờ mình đi học khó khăn rồi, nhưng mà học cũng không khó khăn bằng khi mình đi làm. Mới đầu mình học xong có cái bằng, cái mong có cái việc làm, mà khi có được cái hãng mà nó nhận mình rồi á, vui đó. Nhưng mà sẽ có những cái chiến đấu mà chúng ta phải chuẩn bị để mà đi qua cái giai đoạn đi làm việc bất cứ hãng xưởng nào. Nếu mình làm một cái công việc mà gọi là có cái tính chất là cao một chút như làm văn phòng thì nó cũng sẽ có những khó khăn của những cái người ở trong văn phòng đó. Nhưng mà giờ mình không có học hành gì hết, ra mình làm cu li, mình làm một cái labor, đi khiêng vác, đi clean up, đi làm, cũng sẽ có những cái khó khăn đó. Nói tóm lại, hãy đi rào đời là sẽ có những cái đó. Rồi thậm chí giờ mình vô mình tu, tu chùa đông nó khổ theo là chùa đông, tu chùa nhỏ khổ theo chùa nhỏ, tu chùa ít, ít người thì làm nhiều, đông người thì gây lộn. Nó phải đơn giản. Sự thật là nó vậy. Hồi nãy trước khi đi ra đây á, thầy tịnh tạng, thầy mới vô, thầy gắn mấy cái máy xong, thầy mới nói bữa nay á, internet mình có problem, có vấn đề. Mà thầy mới nói thường thường là vậy á, bữa nào mà đông người nó nhiều signal quá là nó sẽ rắc rối. Mình nói à, máy móc còn vậy thì con người nó cũng bình thường lắm. Bữa nào vô đây đông là nhiều hệ, nhiều kiểu, phải không? Đơn giản vậy thôi. Cho nên hiểu được vậy á, phải bình thường. Chính cuộc đời nó bất thường như vậy đó, mình phải bình thường. Còn nếu mình bất thường theo nó thì mình sẽ khổ, tại vì mình tu không thành, đạo không thành. Cho nên hàng phục được cái ma đó thì cái bước thứ 6 của người tu hay của cuộc đời của chúng ta là thành đạo. Đời đạo nó giống nhau. Anh vượt qua được những khó khăn của những người làm chung, anh mới ở yên đó, anh làm việc, anh kiếm tiền, anh sống.
Và cái châm ngôn để anh làm việc là gì? Vào đây kiếm tiền để sống, không ai vô đây kiếm chuyện hết. Mà nếu người nào vô đây kiếm chuyện thì kệ người ta, mình vô đây không phải kiếm chuyện, kiếm tiền sống. Vô đây làm gì? Dạ tôi vô đây tôi tu. Mà sao còn khó khăn? Dạ tại có nhiều người ta không tu, người ta muốn mình ở tù, người ta muốn giam hãm mình trong ngục tù của khổ đau phiền não. Đó là thành đạo. Anh vượt được cái gì khó khăn là anh thành à? Đơn giản vậy thôi. Quý vị thấy năm nay lễ Phật Đản, mấy thầy phát tâm tình nguyện làm trang trí cho lễ Phật Đản. Trời đất ơi, làm ngày làm đêm, làm bỏ ăn bỏ ngủ. Tại vì mấy thầy coi như là còn trẻ mà chưa bao giờ mà cầm cưa rồi đục đẽo gì, giờ bắt đầu phát tâm tình nguyện làm, rồi phải cầu cứu các bác các chú giúp. Pháp Hòa cứ để cho làm, cái thời hạn phải xong là thời gian vậy đó. Vừa rồi cũng xong, thì vượt qua tất cả những khó khăn để ngày hôm nay mọi việc nó được vậy thì gọi là thành đạo. Cho nên ngày nào cũng tụng đó, nguyện đem công đức này. Công đức là gì? Là khi chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập, câu thứ nhất, hướng về khắp tất cả. Vì ai mà mình phải làm những việc này? Vì tất cả. Thí dụ như giờ mình đi làm ngày 2-3 job, vì ai mình phải 2-3 job một ngày? Vì con cái mình, vì gia đình mình. Thì người tu cũng vậy thôi. Mình cũng vì mình trong đó, mình vì chúng sanh mà trong đó có mình. Trên Đức Phật mình cũng vậy. Vì chúng sanh cho nên Ngài vượt tất cả mọi khó khăn, 6 năm trường đi tìm đạo, rồi tập tu khổ hạnh, đủ thứ những cái khó khăn. Cuối cùng biết bao nhiêu ma quái xuất hiện trong đêm cuối cùng, Ngài hàng phục được hết. Ma tham, ma sân, ma si, ba loại ma đó. Rồi cuối cùng mỗi ma nó xuất hiện, nó không hoành hành gì được hết, ba ma nó làm một lượt luôn. Trong cái hình ảnh để Đức Phật ngồi, ba ma đó nó hiện lên, nó quấy nhiễu, mà Đức Phật nhìn nó một cái thôi, ma nó biến mất đi. Cái nhìn đó là gì? Thấu suốt. Mình phải thấu suốt rằng tất cả những cái này chỉ là những khó khăn, những thử thách thôi. Mà có con mắt trí tuệ nhìn thấu nó thì nó mất. Nhiều khi nó không có xương có thịt, nó không có da có thịt nghe, nó chỉ có bộ xương như bạch cốt tinh vậy đó. Vậy thì hàng ma thành đạo. Khi mà thành tựu được rồi thì mình làm gì? Đủ khả năng để đi hướng dẫn, đi thuyết trình, đi hướng dẫn lại, cũng giống như mình thôi. Giờ mình đã qua những cái gì khó khăn rồi, ai nhỏ có những khó khăn mình khuyên hay lắm, mình có phương pháp, mình có kinh nghiệm, cái gọi là thuyết pháp hay là chuyển pháp. Và cuối cùng của đời người là gì? Chết thôi. Nói như cái bài hát Cát Bụi vậy đó. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Rồi trong đó có một câu đó, từng ngày qua mỗi cánh rong chơi, cho trăm năm vào hết một ngày. Đó, mình làm hết cả trăm năm đó, rồi cuối cùng nó chỉ có ngày à. Ngày an táng, ngày hỏa táng đó. Có nhiều khi mà mình tranh đấu, mình làm đủ kiểu hết á, nhưng đừng, thỉnh thoảng mình phải đọc mấy cái câu đó. Nó như mấy câu thần chú vậy đó. Nó là đại thần chú, là minh chú, là vô đẳng chú, không có gì hơn được chú này. Chú đó là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng đi thêm nữa, qua bên bờ bên kia rồi, yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Đâu phải yết đế một lần đâu, phải yết đế, cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế,
cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng thêm nữa. Giống như ráng lên, ráng lên, ráng lên nữa, ráng lên chút nữa. Tại vì có nhiều khi mình sống như con cua vậy đó. Quý vị biết cách sống của con cua không? À, người ta lấy một cái thao, người ta bỏ mấy con cua vô chung vậy đó. Cây một con cua nó kiếm cách nó bò lên, nó sắp tới miệng cái con cua khác kéo nó xuống. Cua nó sống vậy đó. Mà con người mình á, nó có nhiều khi sống như con cua vậy. Thấy ai mà sắp lên tới kéo xuống, ê mày không được lên trển đâu, xuống đây với tao. Người ta bát tướng thành đạo, phải không? Đó là không phải riêng Đức Phật Thích Ca, tất cả chư Phật có mặt ở cõi đời này đều phải trải qua tám tướng đó hết. Rồi không phải riêng Đức Phật, tất cả chúng ta cũng phải đi qua những cái tướng như vậy. Cho nên ở trong cái phẩm phẩm A-la-hán trong Kinh Pháp Cú, câu 94: ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Ở trong cái câu kinh này á, là để nói giảng thêm cái nghĩa khác, theo cái nghĩa nữa của cái chữ A-la-hán. Người nào mà nhiếp phục được các căn. Các căn là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Con người mình có 6 căn. Mà 6 căn này là mỗi ngày là cứ sao? Cứ làm việc thôi. Đó, ví dụ như quý vị đang ngồi đây là mắt quý vị nhìn Pháp Hòa là nhãn căn làm việc, phải không? Rồi tai quý vị nghe Pháp Hòa là nhĩ căn làm việc, phải không? Rồi nếu mà trong chánh điện này mà đang thắp nhang trầm á, là quý vị tỷ căn làm việc, phải không? Còn nếu mà may là ở dưới bữa nay không có nấu gì hết á, chứ nếu mà giờ này mà ở dưới đang nấu á, là cái mùi nó lên đây là bắt đầu mình làm việc hai thứ. Hồi nãy là nghe mùi nhang nè, giờ mình nghe mùi chả giò chiên nè, giờ mình nghe mùi gì đó. Ngồi đây nhưng mà cái mũi nó vẫn làm việc. Nó làm việc xong rồi á, cái lưỡi tuy nó không ăn nhưng mà nó cũng hơi hơi làm việc á. Chà, không biết mai ăn món gì, bắt đầu ngồi tưởng tượng. Bún chả giò, thí dụ vậy. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Đó, thân ngồi đây. Đau chân có, đau lưng có. Không có người nào ngồi đây mà không đau hết á. Em nhìn em biết là tại vì mỗi người đang mỗi kiểu. Có người mỗi người mỗi kiểu. Và người thì... cũng đau nhưng mà biểu lộ khác hơn. Thí dụ chổng chân lên, đưa chân xuống như La Hán đang ngồi trầm tư vậy không? Có người thì ngồi kiểu Nhật, có người ngồi kiểu Miến Điện, vân vân. Nhưng tất cả những cái đó chỉ biểu lộ rằng mình đang feel được cái thân mình nó đau. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ý là cái chúng ta tiếp xúc phân biệt. Người nào mà nhiếp phục được các căn, Đức Phật dạy á, có một hôm đó, Ngài A Nan với Đức Phật đi trên bờ biển á, thì có một cái con chó sói nó đi tới. Thì Đức Phật để ý con chó sói làm gì á, thì con chó sói nó đi tới thì cái con rùa đang bò trên cái mặt cái bờ hồ thì con rùa nó rút vô. Hồi nãy thấy con rùa nó đang bò vậy đó. Vậy mà nó xa xa nó thấy cái, nó ngửi được cái, nó thấy được cái tướng của một cái con thú dữ hơn nó đó, thì 6 cái chiêu của con rùa nó rút vô hết, tức là 4 cái chân hết, rồi cái đầu với cái đuôi rút vô hết. Rồi con chó sói nó tới, nó lấy tay nó khều khều cái mô rùa, nó cứng quá. Nó không làm ăn gì được hết trơn, bỏ đi. Thì Phật với Ngài A Nan đứng xa nhìn thấy cái hiện tượng đó. Thì Đức Phật nhân cái hình ảnh đó, Đức Phật mới dạy: này thầy A Nan, thầy có thấy con rùa mà nó rút 6 chi nó vô khi mà một con sói nó tới gần không? Cái người tu của mình cũng thế. Thỉnh thoảng mình phải thu hết 6 căn mình vô
đừng có để nó chi phối. Tại vì khi mình biết cái gì nó đến nó có thể làm khổ mình, thí dụ bây giờ mình nghiện thuốc đi, mà mình không có chịu thu cái căn nghiện thuốc đó, đang bỏ thuốc mà cứ tới gần cái ông hút thuốc hoài, thế nào bao sao bỏ nổi, ngồi hồi chịu không nổi thôi, kệ ông cho tôi làm điếu đi. Nhưng mà cuộc đời này làm một điếu là nó liều một đám. Làm điếu là liều một đám. Rồi cái cuối cùng mình bị nhiễm theo. Cho nên Đức Phật nói á, con hình ảnh con rùa mà rút sáu chi vô đó là biểu tượng người tu phải thu nhiếp sáu căn. Con chó sói là tượng trưng cho những cái gì mà nó có thể nó làm khổ mình, khổ mắt mình, khổ tai mình. Thí dụ mình á, mình rất là bực tức khi mà nghe người ta nói xấu mình, thì đừng có khiều người ta hỏi nó có nói gì tôi không. Mình biết là mình nghe xong mình không vui đó, nhưng mà lại khoái tìm coi ai có nói gì về mình không, chứ cho nó khổ vậy. Người ta nói đúng hay nói sai thì mình vẫn là mình, cái quan trọng là mình có sống đúng không, có sống. Nếu mình sống mà nó không đúng như là người ta nói thì có gì buồn. Ai nhiếp phục sáu căn như đánh xe điều ngự. Người mà lái xe đó, giống như đời bây giờ không có lái xe, không có đi xe ngựa. Ngày xưa đi xe ngựa là phải cầm cương rồi cầm roi, làm sao điều khiển con ngựa nó đi cho nó đúng đường. Bây giờ mình không có cái xe đó, mình có xe gì? Xe đạp cũng vậy, xe hơi cũng vậy. Trên xe phải giữ tay lái, dù đường bằng phẳng nhưng không được buông tay lái. Phải cầm cái tay lái chi? Để cái xe mình nó vững trên con đường. Và có những khúc nó cong, nhưng mình không cần phải quẹo cả người mình đi theo nó. Và mình ngồi yên đó, mình chỉ cần cái tay lái mình đều. Mà qua những khúc cong mà mình như là không có cong gì hết. Thường thường đi trên xe mấy cái chuyện vậy Pháp Hòa hay nói với mấy thầy lắm. Con thấy con đường bằng phẳng vậy đó, nhưng mình đâu có được buông tay ra phải không? Người tu mình cũng vậy. Cái gì nó thuận lợi cũng không có nên đắc chí quá. Tại vì cái gì nó thuận á, thường nó làm dễ cho mình sanh lờn. Những cái đường cong con thấy trước đó cong 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 vậy đó, nhưng mà với cái tay vững, cái tay lái của con á, con cứ đi theo những cái đường cong đó. Vậy mà con đi qua những cái khúc cong rất cong mà không có gì trở ngại. Người tu mình cũng vậy. Phía trước nó có những cái khó khăn, nhưng mình cứ nhẹ nhàng mình đi theo những cái đó, rồi mình sẽ lướt qua được. Đứng yên trên sóng sạch trần ái, chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ gì. Câu kế là gì? Đứng yên trên sóng sạch trần ái. Câu kế là gì? À, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Hình ảnh Đức Quan Âm đó, nhưng mà cũng là hình ảnh của mỗi người tu mình. Ai cũng đang đứng trên sóng hết, nhưng mà không biết đứng thì sao, sóng nhận chìm. Cũng giống như người không biết đứng mà lên đứng ngay cái đầu tàu, đầu ghe là thế nào cũng ngã. Biết cách đứng, đứng yên trên sóng sạch trần ái, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Không phải là thân bệnh, có những cái tâm bệnh. Hào quang quét sạch buổi nguy tai. Mình có trí tuệ, có hiểu biết thì những cái nguy nan đó nó không có. Thường thường học đi lái xe là phải biết những cái bảng. Mình thấy cái bảng đó là mình phải biết người ta đang muốn mình làm gì. Người tu cũng vậy, mình phải có cái nhìn, cái biết. Mấy vị mới nói nhìn cái đường đi vô lễ tắm Phật, nói chà ngày mai đi phải kỹ cẩn thận lắm nghe, cục bằng, cục cao, cục thấp. Pháp Hòa mới nói ồ cái này cố tình á, để cho mình đi cho chánh niệm. Pháp Hòa mới nói quý vị có đi vô những cái khu vực shopping mall đó, những cái khu shopping đó,
nó hay xây cái đường có một cái nhô lên vậy nè, để làm chi? Để mình lái chậm lại. Nếu mà mình lái nhanh một cái là cái xe mình nó văng, nó văng lắm. Cho nên những cái đó phải lái chậm lại. Ai mà đi lên Tây Thiên mà sắp sửa tới Tây Thiên mà sẽ đi ngang cái đường rầy xe lửa, mà cái đường rầy nó dằn kinh khiếp lắm, phải thiệt là chậm thì mới đi qua một cách nhẹ nhàng được. Còn Mỹ y đi là tiêu, rớt xuống xe như thường. Ai mà ngồi mà, cái ông lái xe mà ông lái nhanh một cái là mấy người ngồi mà ông xích beo là dằn xuống đất ngồi hết. Như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu các hoặc. Mạng đó là gì? Thường thường ta hay nói chung là kiêu mạng. Nhưng mà thường á, chữ kiêu á là mình tự đắc với những cái gì mình có, gọi là kiêu. Ví dụ mình nghĩ mình đẹp, mình thật sự là mình có đẹp, rồi mình tự đắc với cái đẹp của mình á, ta kêu. Nhưng mà tại sao mà người đời người ta dạy mình, thấy chư Phật dạy mình đừng kêu? Tại vì cái đẹp nó không có trường tồn, nó không có đẹp, nó không có mãi mãi. Một đó là mình sẽ già xấu theo năm tháng. Hai là nhiều khi có những cái tai nạn nào nó xảy đến thì mình không còn đẹp nữa. Cho nên khi đẹp không có kêu, khi giàu không nên kêu, khi khỏe không nên kêu. Cho nên kêu là gì? Là mình tự hào với những gì mình đang có. Còn mạng là gì? Mạng là có những cái mình không có mà mình cứ tưởng mình có. Rồi thí dụ ha, ai cũng ghét mình á, mình tưởng nó ai cũng thương mình á, đi đâu mình cũng tưởng mà cái gì mình tưởng mình có thì cái đó gọi là mạng, kêu là cái đó gọi là mạng. Còn cái gì mình có mà mình tự đắc với cái mình có gọi là kêu. Hai chữ kêu mạng ha. Kêu là tự đắc với những gì mình đang có. Còn mạng là có thể mình không có nhưng mình cứ tưởng là mình có. Gọi là mạng. Thì những người nào mà Đức Phật dạy trong câu kinh là mạng trừ, tức là những đừng có tưởng tượng, đừng có hoang tưởng. Thí dụ mình không có được người ta thích nhưng mình cứ nghĩ là ai cũng thích mình, cái này cũng khổ nữa. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi mình cứ tưởng là ai cũng ghét mình đó, cho nên mình đi tới đâu mình sống mình cũng không có hòa đồng, tại mình nghĩ ai cũng ghét mình. Từ đó nó đưa đến một cái gì? Cái gọi là mình không có hội nhập được. Còn lậu hoặc là gì? Lậu là hoặc là gì? Là những cái phiền não, như là tham, như là sân si vân vân. Rồi đó là mình nói là những cái phiền não chính đó. Còn những cái phiền não nó phụ đó, là giận, rồi che giấu vân vân, rồi gọi là phẫn hận, phú não, tật sang kiêu vân. Mạng trừ lậu hoặc dứt. Có ba việc người làm ha. Ai nhiếp phục được các căn nè, như đánh như người đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc hết, người vậy chư thiên mến. Người sống được như vậy thì chư thiên sẽ mến. Cái câu này nó hay lắm, có hai cái ý. Thí dụ bây giờ mình sống tốt như vậy mà sao không ai ưa mình trơn vậy, cũng đừng buồn. Tại vì sao? Tại vì con người hay sống kiểu con cua, thấy ai mà hơn mình thì kéo xuống. Vì vậy cho nên không ai mà thích mình cũng đừng buồn. Hay là nói là tại sao mình làm nhiều việc tốt mà người ta cứ nghi ngờ vào cái việc làm của mình? Đừng lo, chư thiên vẫn chứng biết cho mình điều đó. Cho nên giống như mình hay nói đó, tôi làm không cần ai biết, tôi biết Phật trời biết. Mình hay nói câu vậy đó. Nó tôi biết, Tam Bảo biết, còn thế gian người ta sao người ta nhìn ta biết được? Tại vì người ta luôn luôn có những cái nhìn. Có nhiều khi người ta đeo một cái mắt kính mà hễ cái kính nó màu đen thì người ta thấy mọi sự nó làm sao? Nó màu đen. Hễ người ta đeo nó kính nó màu hồng thì người ta thấy nó màu hồng. Vậy thì tùy theo cái nhìn của mỗi người mà người ta có thể nhìn mình giống như người ta đang đeo cái kiếm.
Người tâm người ta làm sao, người ta nhìn mình cách nào, đó là chuyện của người ta. Thí dụ quý vị đeo cái mắt kiến đen đó, trời ơi bữa nay chùa gì đâu mà hà tiện quá, giờ này không mở đèn mở đuốc gì hết trơn, mà ta chùa ta đang sáng trưng vậy chứ không có điện. Thí dụ vậy, chỉ bình thường dặn gân lên cãi làm chi. Đó. Tuy người ta đeo mắt kiến đen, giờ mình có trắng nhách người ta cũng nhìn ra đen. Đó. Rồi hễ mà người ta đeo, bây giờ ví dụ Pháp Hòa là mắt thì cũng thấy đó, nhưng mà cũng hơi bắt đầu cận rồi. Cho nên mặc dù có nói rõ chứ đâu có rõ từng nét phải không? Nhưng nếu mà Pháp Hòa cận thị mà Pháp Hòa đeo cái kiến vô, trời ơi bữa nay ai nổi mụn, mặt làm sao thấy hết. Tại vì Pháp Hòa đeo một cái mắt kiến rất là rõ để nhìn. Cũng như vậy, người vậy, người sống được như vậy chư thiên mến. Cho nên nếu mà không ai mến mình cũng có chư thiên mến. Còn cái chuyện mà người thế gian mà tống khen mình, tống mến mình, chuyện đó cũng bình thường thôi. Tại vì đâu có phải ai cũng tán thưởng mình theo cái công hạnh của mình. Mình có làm gì hay chưa chắc ta khen, đừng quan trọng chuyện đó. Việc làm gì của mình á, một người mà người ta chê cũng được hai ba người khen, hoặc là ngược lại, mà không bao giờ có sự đồng tình 100%. Ngay cả Đức Phật nè, mình nói lời dạy của Đức Phật là chân lý phải không? Nhưng mà có những người ngay cả mình đệ tử Phật mà đôi khi mình còn cạnh tranh cãi, Phật nói vậy, Phật nói kia, ví dụ vậy, bình thường. Như đất không hiềm hận, câu này qua rất là thích. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Câu này hay lắm. Ở đây là mình sống với ba hạnh: hạnh của đất, hạnh của đá và hạnh của cái hồ. Thứ nhất là hạnh của đất. Tại sao gọi là như đất không hiềm hận? Quý vị thấy có bao giờ mình đổ nước sạch xuống, đổ nước dơ xuống mà đất lên tiếng không? Khạc xuống đất cũng được, lấy chân dậm đất cũng được. Mà người đời mình khổ lắm, hễ muốn xây dựng gì là phải kiếm mặt đất bằng phẳng. Không có một cái gì trên thế gian này mà không nương vào đất. Muốn trồng trọt cũng phải từ đất, phải không? Muốn xây dựng cũng phải từ đất. Rồi rốt cuộc chết xong rồi làm gì? Cũng về với đất. Mà sống cũng phải nhờ, tại vì rau củ mình ăn cũng từ đất. Vậy đó. Trong kinh á, đất có 5 cái công dụng. Thứ nhất á, là đất có một cái được cái đức tánh là gì? Dơ sạch gì á, đất cũng tiếp nhận hết. Người tu ai khen chê gì cũng được hết, đất cũng chấp nhận hết. Cho nên á, đi tu phải mặc áo tràng màu lam, màu nâu, màu vàng. 3 cái màu đó là màu đất hết á. Màu lam là đất non, màu nâu là đất già, còn màu vàng là đất kiên trì. Cũng giống như màu hương khói vậy đó. Chỉ có hương khói nhẹ nhàng bay lên, còn tro nó nặng nề thì nó rớt xuống. Tâm mình nhẹ nhàng thì mình bay bổng, tâm mình nặng nề thì mình rớt xuống thôi. Dù ở cõi tịnh nhưng mà lòng mình vẫn nặng trĩu. Đồng ý không? Có nhiều khi ở một cái cõi chỗ rất yên tĩnh, thí dụ bây giờ nó trời ơi để ồn quá, thôi để tôi lên Tây Thiên. Ở Tây Thiên yên tĩnh nhưng lòng vẫn buồn khổ như thường, tại vì lòng mình không có thoát được cái đó. Chứ không phải cái ngoại cảnh là một phần, nhưng mà nội tâm mình nữa. Cho nên người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Mặc dù cảnh đó rất là vui, cảnh đó rất an lạc, nhưng mà mình vẫn không an lạc là tại vì lòng mình không có an lạc. Cho nên đất á, dù ai quăng bỏ trên đất những cái gì dơ sạch, đất cũng bình thường. Người tu cũng vậy, ai có khen chê, tâm mình vẫn bình thường. Thứ hai là đất không có hề đeo trang sức, nhưng mà trong lần đất biết bao nhiêu tài nguyên, phải không? Hột xoàn nè, đá quý nè, mỏ dầu gì, dầu mỏ vân, tất cả những cái gì mà
tài nguyên á. Giống như hôm rồi Pháp Hòa đọc một cái bài á, cái Vaseline mà cái hộp xanh xanh mà bây giờ mình sử dụng đó, nó cũng từ ở dưới lòng đất mà người ta khám phá, do những người lính Mỹ rồi người ta vô tình người ta bị phỏng cái, người ta lấy cái đó người ta trét lên, người ta thấy nó hay quá, rồi từ đó bắt đầu mới khai thác cái đó ra sử dụng. Hình như cái Vaseline nó có 6 cái công dụng hay đó, bữa đọc mà quên rồi nhưng mà đại khái mình biết vậy đó. Ở đây có một chị Phật tử mà biết không, chị nói con qua đây gần 40 năm con chưa bao giờ biết xài bất cứ một kem dưỡng da nào ngoài cái hũ Vaseline đó. Mà quý vị biết không, cô Thanh Hương cô làm cho qua cái Vaseline đó với dầu mè, mà dầu mè loại thật đó nha, cái loại mà 100% mix vô. Rồi khi mà dị ứng mũi đó mình thoa vô rất là tốt. Cho nên là đi đâu mà cũng có cái hũ nhỏ nhỏ vậy. Vaseline pha dầu mè này thêm vị thuốc nữa. Thì mình nói ví dụ vậy. Thì ở trong kinh nói á, ở trong lòng đất, mặc dù đất không đeo trang sức, nhưng mà trong lòng đất không có cái gì quý giá mà không có. Cũng như thế, mình có thể mình không đeo cái gì hết, nhưng mà trong tâm mình đầy đủ của quý không? Từ bi hỷ xả là sáng mình học nè đó. Tha thứ, thương yêu, chấp nhận, nhẫn nại có hết trong tâm mình không? Mình đeo đâu đeo gì đâu. Nhưng mà cái gì cao quý đẹp nó trong lòng mình hết, trong ẩn tàng trong cái đất tâm của mình hết. Hay không? Đất hằng nâng đỡ, che chở cho xóm làng vân vân đó. Trồng trọt cũng phải ở đất, xây dựng cũng phải trên đất. Cho nên Pháp Hòa đọc kinh Địa Tạng mà cái phẩm thứ 11 Pháp Hòa rất là tâm đắc cái phẩm. Ngài Đức Phật nói với ngài ông gì, ai nhớ trong phẩm thứ 11 ông Bồ Tát gì? Kiên Lao Địa Trì. Kiên Lao Địa Trì. Rồi Đức Phật khen: đất đá lúa mè tre lao gạo thóc đều từ ông mà có. Cho nên mình đọc kinh mình phải đọc từng chữ, đọc từng câu, đọc bằng tất cả tâm ý của mình. Hay vô cùng. Đức Phật, bây giờ quý vị nghĩ coi có cái cây gì mà trồng mà thiếu đất đó. Mà nếu mà không có cái kiên lao là gì? Phải kiên trì lao nhọc. Không có kiên trì lao nhọc thì làm gì mà có được. Đâu có cái gì mà nó, quý vị thấy ngày nay mà quý vị có về đây, quý vị thăm Trúc Lâm, thăm Tây Thiên hay thăm nhà dưỡng lão tuổi hạt vân vân, đâu có cái gì mà không có kiên lao địa trị trong đâu. Không có cái gì mà không có khó khăn trong đó. Mỗi một cái sự việc làm là nhiều khi mất cả chục năm. Cái nhà dưỡng lão tuổi hạt là một chục năm. Khởi ý là 2001, 2003 mới mua được đất, 2007 mới bắt đầu xây cất. Rồi tu viện Tây Thiên cuối năm 2007 mình có Tây Thiên, mà đến 2010 mới cuối 2009 mới bắt đầu xây dựng. Mà xây dựng cho tới bây giờ. Ngày nay mình tới mình ở mình thấy mọi thứ, nhưng nếu mình nhìn lại thì mình sẽ biết rằng quá chừng những cái công sức trong đó. Đó, ngày hôm nay mình ngồi đây, ngày ba cử ăn, hai thời kinh, mấy thời giảng, thoải mái vô cùng, mà đôi khi mình còn chưa hài lòng. Trong khi đó mấy chú Phật tử chỉ có 4-5 ông hì hục ở trên Tây Thiên, tuần nào cũng vậy hết. Có những người phải lái xe 400 cây số lên, làm có 2 ngày cuối tuần rồi lái 400 cây số về, mà tuần nào cũng đi. Có những người phải chở rau cải 400 cây số để lên đây cúng cho mình từng thùng rau. Nhưng mà đôi khi mình đâu có appreciate mấy chuyện đó đâu. Mình đâu bao giờ biết trân quý những cái chuyện đó đâu. Nhiều khi mình xuống bếp mình thấy một cái bịch nuts để vậy đó, mình bốc mình ăn và thậm chí mình còn chê khen. Nhưng có dịp mình đi Costco mình nói trời ơi, cái bịch mà hàng ngày tôi dục lên dục xuống 30 đô đó hả. Mình đâu có bao giờ mình mua mình biết.
chứ phải có đi chợ rồi mình mới thấy được cái giá cả, rồi mình mới biết trân quý những gì mình ăn, mình dùng. Cho nên đất nâng đỡ chở che. Đất đưa ta ra đời, rồi đất nuôi dưỡng ôm ấp ta. Sinh diệt, diệt sinh như hằng sa. Ai nhớ bài kệ đó không? Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Sinh diệt như hơi thở, sinh diệt như hà sa. Rau nè, đậu nè, gạo mình ăn nè, phải không? Ăn vô để nuôi dưỡng đất, cái thân mạng mình nè. Rồi mình tắm, mình kỳ ra đất, phải không? Đó. Đất đưa ta ra đời, rồi một ngày nào chết á, mình đi về, mình chôn cũng ở dưới đất. Nó tôi đâu có chôn, tôi thiêu mà. Thiêu làm gì? Thiêu đem rải con hổng xuống đất hả? Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Quý vị có thấy sự sinh diệt không? Sinh diệt chứ hơi thở. Hơi thở mình vừa thở ra là diệt nè, lại hít vào là sinh. Như vậy cuộc sống của mình có phải là sinh diệt trong từng hơi thở không? Hồi nãy có một Phật tử trước khi ra giảng, chú mới gửi cho Pháp Hòa một cái hình của một vị đạo hữu mà Pháp Hòa mới vừa gặp hôm chuyến đi Cali vừa rồi. Chụp cái hình bữa nay ổng lên bàn thờ rồi. Pháp Hòa giật mình, thấy ổng khỏe quá mà. Pháp Hòa mới phone cho quý vị hỏi, chú ơi sao vậy? Nếu ổng đang khỏe lắm, ổng đi lên chùa rồi ổng bị cao áp huyết làm sao, cái ổng chết luôn. Mình mới vừa thấy cái người đó đây xuống mất tiêu rồi. Đó. Sinh diệt như hơi thở, sinh diệt như hà sa. Mình tưởng là mình sống lâu à? Không có. Mình chỉ trong một hơi thở thôi. Nhưng mình đâu có bao giờ mình quên cái đó đi. Không phải là mình không biết nha. Biết. Nhưng mà quên. Mình biết có sanh ly tử biệt không? Biết. Biết có già, có bệnh, có chết không? Biết. Nhưng mà tại sao vẫn hờn giận, vẫn trách móc những khổ đau với nhau hoài vậy? Quên. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni có mặt ở cõi đời này không phải để nói những cái mới. Đức Phật có mặt ở cõi đời này không phải để nói cái mới, mà Đức Phật chỉ nhắc mình những cái cũ rích mà mình quên thôi. Đại chúng nhớ nha, Đức Phật không hề sáng lập cái gì hết. Đức Phật không hề sáng lập luật vô thường, Đức Phật không hề sáng lập luật nhân quả. Đức Phật không hề sáng lập sanh già bệnh chết, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, cầu muốn mà không được. Đức Phật không có làm cái, nhưng mà cuộc đời này nó có sẵn hết những cái đó. Nhưng mà mình quên mất tiêu. Thì Đức Phật ra đời làm cái việc này. Khai, mở, thị, chỉ, để cho mình nhận ra được nó, để mình sống với nó, gọi là khai thị ngộ nhập trong kinh Pháp Hoa đó. Mà nói cho đủ là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Mà tri kiến đây là gì? Là tự tánh thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt sẵn có nơi mình. Mình không có, mình không biết. Phật khai có ví như cái gì? Ví như hột xoàn nằm trong chéo áo. Ví như cái gì? Ví như hột xoàn nằm trên búi tóc. Nhưng mà mình mãi mê, mình chỉ ham những đồ chơi tạm bợ mà mãi mê ở trong nhà lửa. Giờ Phật là một ông cha, thấy mình vui chơi trong nhà lửa tội nghiệp quá, biểu mình ra, không ra. Mà nói bình thường đâu chịu ra đâu. Bây giờ bắt đầu dụ ra đây, có đồ chơi. Cũng giống như giờ Pháp Hòa thấy thỉnh thoảng có nhiều chỗ người ta đăng báo tuần này chùa có món này, chùa có món kia, Phật tử nhớ đi chùa nghe. Nó đó thì không sai, nhưng mà tại vì chúng sanh giờ hết biết nghe Pháp rồi.
Có nhiều khi một cái poster đại lễ Phật đản toàn ca sĩ không, không thấy tu sĩ. Ủa sao Phật đản mà không có, ví dụ như là mời đại chúng tham dự buổi lễ Phật đản với sự thuyết giảng của hòa thượng nào đó. Văn nghệ là chính phủ, mà rốt cuộc giờ văn nghệ thành chuyện chính. Đại lễ Phật đản với những ca sĩ đến từ Kila. Có ai đi Kila chưa? Đó là Kali. Hay quá. Cho nên mình thấy những cái đó không có vui. Là mình thấy giờ Phật tử mình thích cái gì? Mình thích cái gì? Phật tử mà không có nghe Pháp, tới giờ thuyết Pháp cứ ở miết ở dưới Hà ngồi nói chuyện chơi chứ không lên nghe Pháp. Mà tới hồi đụng vô mình thì mình không biết gì hết, thì mà không biết gì hết thì mình không có sống được với Phật Pháp. Đó là không phải là mình sai, nhưng mà tại vì chính mình là những người thích cái đó cho nên người ta đáp ứng mình cái đó. Mình thích ca sĩ, mình thích nhạc quá thì giờ người ta phải đem nhạc lên người ta dụ mình. Còn mình thích nghe Pháp thì người ta sẽ đem Phật Pháp. Quả đất bằng phẳng, không có chấp nối, không có những cái mảnh nó rời rạc, nó vụn về, đất liền một dãy miếng đất. Cũng như thế, những cái học của một giới của một vị sa môn phải đúc thành một khối thuần nhất, không thể bị khuyết phạm. Cái tâm tu của mình đó, nó cũng phải liền lạc như vậy. Quả đất bình đẳng, không thiên vị, không hiềm hại ai, cũng không luyến ái chúng sanh nào. Tâm của một vị tu tập cũng phải bình đẳng, không thiên vị, không thương chỗ này, không ghét chỗ kia. Không phải mình ngồi ngay đây, đất nó ghét mình quá, nó thục cho mình, khó chịu. Mình ngồi đây thích quá, làm cho mình êm dịu. Đó là năm cái đặc điểm của đất. Thì trong Kinh Pháp Cú có câu thứ 95, như đất không hiềm hận. Tâm của người tu mà như đất ha. Bây giờ nói đơn giản thôi. Mình nếu mình không nhớ hết năm cái, mình nhớ một cái thôi. Đất không có chê, nước dơ, nước sạch, nước gì hết. Ai nhổ xuống đất cũng được, chà đạp gì cũng được. Thường thường ta người nào mà giàu tức giận quá làm gì, lấy chân dậm gì, dậm đất. Rồi lấy tay dậm vô đất. Nhưng đất bình thường. Nhưng tâm người tu cũng vậy. Cho nên đó, bằng cái ý đó Đức Phật bắt đầu mới chế ra cái y mà cho chúng ta đắp. Người tu phải tập cái tâm mình như đất. Rồi câu thứ hai, như cột trụ kiên trì. Quý vị thấy những cái cột kiên trì. Hồi xưa lúc mà xây Trúc Lâm á, mình không có muốn có bốn cái cột này. Thì họ mới nói là nếu mà không có bốn cái cột này á cũng được, nhưng mà tiền nó sẽ tăng nhiều lên. Tại vì họ phải làm một cái cách khác. Không có cột nhưng mà vẫn chắc, nhưng mà mất tiền. Còn có cột thì nhìn nó vướng vấp nhưng mà nó đỡ tiền. Nhưng mà chùa có cột nó cũng có cái hay, là để nói lên sự chống đỡ. Mà thường thường á, chùa mà có cột á, thì những cái cột đó sẽ là những cái chỗ để ta làm gì? Viết đối liễn, để những câu đối liễn lên đó cho người ta có cơ hội người ta đọc cũng tốt. Quý vị thấy nó vậy chứ trong nó có là hai cái, nó có là cái cây sắt thôi. Rồi mình mới đặt hai cái ống tre này nè, cái ống gỗ này cáp nó vô vậy nè. Mà Pháp Hòa nhớ là hai mươi mấy năm trước, mà cái thời đó mà mỗi cây cột giờ là 3.500 là mắc lắm á. Giờ sức mấy mà mình làm cột mà được 3.000 nữa, phải không? Nhưng mà 20 mấy năm, 25 năm về trước, giờ là mình phải đặt riêng họ làm để cho đỡ xấu cái cột sắt bao lại.
Thường thường người ta hay nói cái gì mà vững thì lấy cột, lấy kèo cột ra để biểu tượng cho cái sự vững chắc. Cho nên từ đó ta mới lấy cái hình ảnh đó ta gắn vô cho những con người mà chống đỡ. Thí dụ nói anh phải là rường cột của quốc gia, anh phải là rường cột của gia đình, người tu cũng vậy đó, phải là đống lương của Phật Pháp, cái đống cái lương. Mình phải vững chắc để giữ gìn cái ngôi nhà Phật Pháp. Như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ. Thường thường á, một cái hồ nước mà không có bị bùn nhơ á, thì nước nó làm sao? Nó rất là trong. Cho nên những cái hồ mà ta trồng sen á, thường là nước sạch lắm. Nước rất là sạch. Mặc dù bùn ở dưới nó có, nhưng mà chính cái bùn đó trồng sen thì sen lại lên. Mà chính cái sen nó làm cho nước trong, nước sạch. Hay vậy đó. Từ đó người ta cũng lấy cái ý, người tu mình đi tới đâu á, giống như sen nó mọc trong bùn vậy đó, phải làm cho cái chỗ đó nó thanh sạch ra. Chỗ người ta đang yên thấm vậy đó, mình tới mình quậy thì sao nát bét trật lất rồi đó, không đúng cái kiểu sống của sen rồi đó. Cho nên là gì đó, cái trong 10 cái năng lực của sen, trong đó nó có một cái công năng lực là gì, nó gọi là trừng thủy. Năng lực đó gọi là năng lực trừng thủy. Thủy là nước, trừng là trong sạch. Sư ông Làng Mai có pháp danh là Trừng Quang, ánh sáng sạch trong. Rồi mình tán Phật Di Đà đó, cám mục trừng thanh tứ đại hải, mắt của Phật long lanh xanh biếc. Chữ trừng đó đó. Cám mục trừng thanh tứ đại hải, nhớ câu đó không? Như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Không luân hồi là gì? Là người này không có bị khổ đau, không có bị cái sự mà cái vòng vòng của vui buồn nó làm khổ mình. Tại sao họ sống được với 3 năng lực? Như đất không hiềm hận, đất nó đâu có hiềm hận mình, lỡ mình phun mình khạc xuống hay là lỡ mình đổ nước dơ xuống. Như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Người đó không có bị gọi là cái khổ đau nó dày vò, nó làm cho họ cứ vui buồn thương ghét đắp đổi hoài. Thí dụ ngày nào mình tu ha, là mình thấy ngày hôm nay tâm mình rất bình thường, rất bình an. Mình biết hôm nay mình có một ngày tu tốt. Còn sáng mình buồn, trưa mình giận, tối mình vui, là biết ngày hôm nay là mình luân hồi 3 cõi rồi đó. Cho nên 6 cõi luân hồi, mình luân hồi hết 3 cõi rồi. Rồi còn tệ hơn nữa là cái ngày mai mình luân hồi tới cõi thứ 4. Nếu mà ví dụ mình luân hồi xuống á, cõi trời, cõi người, cõi Atula, là 3 cõi đó là khá khá ha. Mà 3 cõi thấp nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong 6 cõi luân hồi. Mà trong khi đó có 4 cõi thánh nữa mà mình không lên tới nữa. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Luân hồi là có 10 chỗ. Nhờ 4 cõi trên ta gọi là tứ thánh, 4 ở dưới ta gọi là lục phàm. Tứ thánh là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Lục phàm là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà tất cả 10 cái cõi này nó không ngoài cái tâm mình. Nó không ngoài tâm mình. Cho nên ta vẽ 10 cõi đó, ta ở giữa ta để chữ tâm. Rồi chữ tâm nó phóng ra 10 cõi. Vậy thì từ cõi Phật xuống cho đến tận cùng của cõi thấp nhất là gì? Súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tùy theo mình chọn. Như đất không hiềm hận, như trụ, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Đó là vị ấy không luân hồi. Mà luân hồi là gì? Là sự xoay vòng, sống vui buồn khổ đau chồng chất ngày này qua ngày kia. Cho nên ngày nào mình sống được cái tâm bình an, không có vướng bận gì, mình biết ngày đó là mình không có luân hồi. Và chính cái chỗ đó là cái tâm người, là người tu chúng ta rất cần.
Hay nói cách khác là tất cả người của chúng ta sống, mình muốn điều đó hết. Tâm không có hờn, giận, phiền, muộn, thương ghét gì ai hết. Được cái tâm như vậy thì mình mới có được sự an lạc. Người tâm ý an tịnh, câu 96 trong Kinh Pháp Cú, phẩm A-la-hán. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát, tịnh lạc là vị ấy. Người mà tâm ý an tịnh, cái tâm mà an tịnh á, thì việc gì? Lời an, nghiệp cũng an. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái cách sống của mình. Hồi nãy trước khi ra đây, có một chị gọi: thầy ơi, bạn con là bác sĩ, đi làm ngồi trong văn phòng đứng tim chết, 27 tuổi. Thầy cho bạn con cái pháp danh. Pháp Hòa mới đặt cái pháp danh cho cái vị mất đó trước khi ra đây. Pháp Hòa cho vị đó là thiện nghiệp. Thiện nghiệp là gì? Là mình sống với cái nghiệp thiện. Mình nên tập sống với nghiệp thiện. Tại vì chỉ khi nào mình sống với nghiệp thiện thì cái quả thiện nó mới đến. Bài kinh này Phật nói, cái bài kinh này gọi là kinh mà Phật dạy ba cách điều phục ngựa. Đức Phật hỏi cái ông mà chăn ngựa đó: ông chăn ngựa bằng cách nào? Nói: dạ con chăn bằng cách có lúc con phải mềm mỏng, có lúc con phải cứng rắn, và có lúc con phải sử dụng hai phương pháp vừa mềm vừa cứng. Rồi Đức Phật nói: thí dụ như ông sử dụng ba phương pháp này mà con ngựa nó vẫn cứng đầu, nó không nghe làm sao? Dạ, người farmer là một người như con, phải giết con ngựa đó đi, tại vì con ngựa này là con ngựa chứng, không điều phục được. Đức Phật nói: các thầy, Như Lai cũng có ba pháp điều phục như ông, cái ông mà điều phục ngựa. Có những lúc Như Lai phải dùng những cái lời mềm mỏng, có những lúc phải những cái lời cứng rắn, có những lúc vừa mềm vừa cứng rắn. Phật mới giải thích sao gọi là mềm mỏng. Nói cái nhân lành và cái quả lành cho nghe, không nói chuyện khác. Pháp Hòa ví dụ, Đức Phật nói: nếu mình có của ngoài cái phần mình ăn, nên để dành nuôi cha mẹ, giúp người thân, để dành về sau này mình cần, đầu tư công ăn việc làm, nhưng không quên cái phần giúp đỡ những người thiếu thốn. Vì có làm như vậy đó thì mình không bao giờ mất cái phước, lúc nào mình cũng ở và mình sống đi đâu mình cũng được cái quả lành. Thí dụ mình đi đến đâu người ta cho mình ăn, không có đói, không có xin xỏ, mà không có gì hết, mà tự nhiên khiến mình có ăn. Biết á, là mình đã từng bố thí cúng dường đó. Mình không giàu nha, nhưng mà sao mà hễ mà cần chi tiêu gì cái tự nhiên đâu nó cũng có. Thí dụ vậy đó, cái phước mà. Cho nên rồi á, Đức Phật nói á, cái đó là phương pháp mềm mỏng, tức là luôn luôn nói cái pháp lành và cái quả lành. Rồi đây là cái cứng nào, chửi bới người ta hoài phải không? Coi chừng mai mốt ta chửi lại nghe không. Hoặc là người nào nói: trời sao đời này con không chọc ghẹo gì ai hết trơn á, mà con đi đâu cũng bị chúng chửi. Anh không gieo nhân này, giờ anh đang hưởng cái quả của cái nhân trước. Tức là nói những cái nghiệp dữ và cái nhân dữ và cái quả dữ, đó là mềm, đó là cứng rắn. Còn nói lành đó là ví dụ như khuyên người ta niệm Phật. Niệm Phật là nhân nha. Gần gũi nhất là gì? Hiện đời trước mắt là gì? Tâm an tịnh. Nếu thường xuyên niệm Phật, ngay trước mắt hiện đời tâm an tịnh, khi về già tánh tình dễ dãi, lúc sắp mất nhẹ nhàng ra đi, và cái quả là vãng sanh cõi lành. Không có nói gì xấu hết. Nói hai người hay hung dữ ha, nghiến răng trợn mắt hoài đi nghe. Thí dụ vậy, đời này ai cũng ngán mình hết, nghe tới tên mình là ta sợ rồi, chứ chưa nói gì hết. Nhân sao quá vậy? Mình sống sao? Tôi không biết ngày cuối âm sao nha,
Ai tiễn đưa anh tôi không biết nghe, nhưng mà trước mắt là nghe tên anh là người ta né rồi đó. Ta thấy anh đâu là người ta chạy rồi đó. Cái nhân sao quả nó vậy. Hiện đời có nhân có quả, tương lai có nhân có quả, chứ nhiều khi không phải đợi tới. Sao nữa? Có những cái nhân mình vừa tạo là quả nó có mặt. Đó, thí dụ mình người ta đang ngồi vậy, mình lỡ mình sáng người ta bạc tay. Thí dụ vậy đó, người ta không sáng lại không? À, thí dụ và nếu mà ta không sáng mình đi nữa, ta cũng đẩy mình ra, coi tại sao mình làm cái hành động kỳ cục vậy. Thí dụ. Cho nên đó là cái cách cứng rắn. Rồi á, thế nào gọi là mềm mỏng và cứng rắn? Đôi khi Phật đưa cái hình ảnh đẹp, rồi cái nhân quả xấu, phải không? Phật đưa ra để cho mình có những cái gì, những cái thấy để mà mình chứng minh. Như có một lần á, Phật đang ngồi ở trong nhà của một cư sĩ, thì ngoài kia có một cái tiếng rên của một cái người đi ăn xin. Thì Đức Phật mới nói, ủa cái tiếng ngày nghe quen. Thì người nhà nói, dạ thưa đúng đó, cái ông đó là cư, ông đó là trưởng giả gì gì đó, và do ông có tiền quá, ông không có biết giữ gìn, ăn chơi phung phí cờ bạc quá, giờ ông nghèo. Phật nhân cái câu chuyện đó, đó Phật nói, nhân câu chuyện đó, Phật xoay vô trong các vị đang có mặt ở trong cái gia đình đó, nói một bài pháp. Có một hôm Phật đến nhà cư sĩ cấp cô độc, đang ngồi uống trà. Hình như lúc đó là uống trà trà sen hay trà trà bắc Thái Nguyên gì đó. Thì nghe ở dưới bếp á, có một cái tiếng một cô gái mà nó trời ơi, nó chát chúa, nó văng vẳng lên trên phòng khách vậy đó. Thì Đức Phật mới hỏi ông cư sĩ cấp cô độc á, nói, ủa tiếng đó của ai vậy cư sĩ? Thì lúc đó ông cư sĩ cấp cô độc, ông đâu có giấu được nữa, ông phải nói thật. Ông nói, bạch Đức Thế Tôn, cái tiếng đó là tiếng của đứa con dâu nhà con á. Trời ơi, cái đứa này thiệt á, con lỡ con cưới nó rồi, mà nó thuộc vợ dâu chua. Nó chửi bới cả ngày, nó không có kiêng nể ai hết trơn á. Mà giờ con không có trị nó được, mà con không có dám nói với ai chuyện xấu của gia đình, mà hôm nay tự nó làm xấu nó đó, nó cái tiếng nó quăng quẳng để cho Đức Thế Tôn phải nghe tiếng của nó. Thôi sẵn dịp con nhờ Đức Thế Tôn giáo hóa nó dùm con. Đức Phật nói vậy, ông mời cái cô đó lên. Lên xong rồi cô ngồi xuống. Phật hỏi thăm rồi xong rồi hỏi, ở trên đời có 7 loại vợ, con muốn làm loại vợ nào? Loại vợ như mẹ, loại vợ như đầy tớ, loại vợ như chị, vân vân. Nói 7 loại vợ. Xong cổ tự cổ chọn. Tức là những cái chuyện đó đó là gì? Vừa mềm mỏng mà vừa cứng rắn. Mềm mỏng là nói vợ như chị, vợ như mẹ, vợ như đầy tớ, vợ như người ở, thí dụ vậy. Rồi xong Phật đưa ra, rồi để cho cổ chọn cái đẹp và cái xấu. Nhưng nếu cái cô dâu đó mà nói đến mức độ như vậy mà không được nữa, thì như ông mà cái ông giết ngựa đó, giết đó, thì cái Đức Phật nói, à tôi cũng vậy, đứa nào mà nói không được tôi cũng giết. Ông mô Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đâu có sát sinh. Đúng rồi, trong giáo pháp của tôi không có sát sinh, nhưng mà người nào tôi nói không được tôi bỏ mặt, không nói thế nữa. Muốn làm gì đó làm, muốn đi đâu đó đi, muốn ăn gì đó ăn, muốn làm gì làm, tại lì quá nói hết được, bỏ phế. Trong kinh gọi là gì? Mặc tận. Giết đó, nhưng mà không có đâm chém gì hết đó. Tại vì sao? Tại nhưng mà nói như vậy không có phải là không từ bi nha. Để cho tự phản chiếu, tại sao mình bị cha, mình mẹ, mình người thân mình như vậy đối với mình. Cũng giống như trong kinh Tư Lượng đó, một người mà người ta không thể nói chuyện được với mình là vì sao? Vì người đó cứng đầu và tự kiêu. Vì người đó thường hay khen mình chê người. Vì người đó nóng giận nói những lời cáu kỉnh. Vì cáu kỉnh cho nên đưa ra những cái thái độ, rồi bắt bẻ trở lại, chất vấn trở lại, trả lời ngoài vấn đề, vân vân. Vì những đức tánh như vậy cho nên không ai có thể tới gần người đó được. Đâu phải người ta không thương, nhưng mà tại vì cái tánh tình mình như vậy thì làm sao người ta tới gần, người ta nói chuyện được. Thôi bây giờ mình tư lượng đi, tại sao mình lại như vậy? Bằng cách thấy người đó như vậy, người ta sẽ không thương như vậy,
mà mình tự nói với mình, nếu tôi cũng như vậy thì tôi cũng không được thương và tôi sẽ bị ghét như vậy. Đó là kinh tư lượng. Tư là tư duy, lượng là so sánh. Nhưng mà nếu như mình một cái người kia quá dễ thương, nhiều người mến mộ và đến gần, vì sao được như vậy? Vì không có cứng đầu, nói biết nghe. Vì không có tự cao, tự đại vân vân. Nói với mình phải sống được như vậy để người khác thương mình. Đức Phật nói tiếp, như một cô thiếu nữ, một chàng thanh niên thường hay soi mặt mình trong tấm gương hay là bát nước. Nếu thấy mặt mình sạch thì sẽ vui vẻ, được, tốt lắm, mặt tôi rất sạch. Ngược lại, mặt mình dơ thì mình phải lau chùi để cho mặt mình sạch. Tu làm nhiều việc thôi chứ làm gì. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an. Cái tâm mà nó an rồi thì cái lời nó an, cái hành động nó an. Mà tâm không an thì lời nói và hành động sẽ không an. Người tâm ý an tịnh, lời an, nghiệp cũng an. Chánh trí chơn giải thoát. Người đó có được cái trí tuệ chân chánh, và người đó có được sự giải thoát không ràng buộc một cách rất chân chánh. Tịnh lạc là vị ấy. Vì cái người đó được mệnh danh là gì? Là người sống với niềm vui trong sạch tịnh lạc. Đâu cần đi bạc tí, đâu cần lúc nào cũng phải nghiêu ngao những bài hát anh ơi 60 năm, 60 năm cuộc đời. Không cần mấy cái nhạc mà nó để làm cho mình vui. Sống bình an bằng tâm ý, bằng nghiệp lành, bằng lời lành, đó là tịnh lạc của mình. Nó cái quả người tu mà mình được như vậy đó, nó là những cái món quà, những cái lễ phẩm dâng lên cho Phật. Cho nên tại sao trong Phật giáo á, mình hay mua trái cây, mua bông, mua này lên cúng. Chữ cúng là gì? Là cung dưỡng, là cung hiến. Nhưng mình tại sao mình đưa lên cái người cao đẹp nhất là Đức Phật? Nghĩa là mình mỗi ngày mình tự nói với mình, con phải tập sống như thế nào, phải tập làm cái gì để trở thành ra những lễ phẩm này cung hiến cho mọi người, mà lấy biểu tượng là cúng Phật. Nhưng mà cúng Phật ở đây là để nhắc nhở rằng chúng ta cũng phải cung hiến cái đó cho tất cả người xung quanh. Đó, ví dụ như ngày hôm nay nè, đó, tất cả từ các thầy xuống cho đến mọi người trong chùa, hai đứa nhỏ này nó cũng cung hiến. Nó cũng cung hiến. Ảnh câu nào mà ảnh biết là ảnh đọc, mà mình khỏi cần đọc. Đó, cung hiến âm. Đó là nó, sự dễ thương của nó cũng làm một cái đóng góp cho đạo tràng. Cho nên Mai Pháp Hòa mới nói với cha mẹ của hai em đó, mình không biết nghĩa là cái sự tu hành của các em, nhưng một đứa nhỏ khi nó phát tâm lành, mình phải giữ cái tâm đó, nuôi dưỡng cái tâm đó. Cha mẹ nào mà ông hy sinh, mà mục đích hy sinh của cha mẹ cho con để làm gì? Để mai mốt con mình nó thành người hữu dụng. Một vị thầy tu cũng vậy thôi. Sự nghiệp của người tu là mình tu cho mình và mình giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà muốn giáo hóa chúng sanh, muốn đào tạo chúng sanh thì phải chịu cực. Nếu mà Pháp Hòa mà không chịu cực, tuần nào cũng rỉ rả với quý vị thì quý vị đâu có chịu về đây. Rồi quý vị cũng phải hy sinh cho Pháp Hòa nữa. Tôi rầu muốn chết, ông cứ nói hoài, từng nào ông cũng nói tôi phải lết, tôi lên tôi nghe. Nhờ tôi lết tôi lên nghe vậy đó, ông mới chịu khó đọc kinh. Vậy thì cảm ơn đại chúng đã hy sinh cho em. Quý vị hy sinh chịu ngồi nghe để em có cơ hội em học. Vậy thì đó là một cái sự công hiến. Mình đừng nghĩ là thầy chỉ cho mình cũng cho thầy nữa. Tại mình không có nghe là ông không nói nữa. Nhờ ông nói mới đi tìm tòi ông đọc. Thí dụ vậy đó. Cho nên hôm nay á, một ngày tu của mình đó, là một cái hình, là cái tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đẹp. Tâm ý mình an tịnh từ sáng giờ,
lời nói của mình không có nói gì sai quấy hết, tụng kinh thôi, nghe pháp thôi, và nói những cái chuyện bình thường trong cuộc sống không có đá động tai hết, là lời nói. Và gì nữa, nghiệp cũng an, chánh trí chân giải thoát. Mặc dù không thấy mình lên đài sen ngồi, nhưng mà rõ ràng ngày hôm nay tâm ý mình có sự tự tại, an lạc. Như vậy gọi là tịnh lạc, là vì ấy cuối ngày mình dâng hết cái công đức tu tập ngày hôm nay mình có được, dù ít dù nhiều, dâng cúng dường Tam Bảo, dâng cúng cho pháp giới chúng sanh. Ai chưa được mong họ được, người nào được rồi thì thăng tiến. Đó là chánh tinh tấn đó. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, nên tìm cách chấm dứt. Điều thiện chưa sanh, phải làm cho nó sinh. Điều thiện đã sinh, phải làm cho phát triển. Cho nên những đứa nhỏ đó, điều thiện trong lòng nó đã sinh, phải làm cho phát triển. Đừng có nói nó con đít mà nó biết cái gì. Quý vị quên Phật dạy hả? Đừng khinh thường một ngọn lửa nhỏ vì nó có thể cháy rụi. Đừng khinh thường một con rắn độc, nó sẽ cắn chết mình. Đừng khinh thường một ông hoàng tử nhỏ, ổng sẽ là vua. Đừng khinh thường một chú tiểu, nó là pháp sư đó, nó là hòa thượng đó. Cho nên bổn phận của người tu là phải nuôi dưỡng tất cả mọi tâm niệm của chúng sanh. Thì một đứa con nít nó vẫn là chúng sanh, mình phải có bổn phận nuôi dưỡng tâm niệm đó. Chúc đại chúng mùa Phật đản an lạc. Cảm ơn đại chúng chịu khó nghe em. Dạ, mình hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên. Quý vị xả chân chút xíu.